Hôm nay tôi xin giới thiệu cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh trên phần mềm online hình thức trắc nghiệm vn. À, phần mềm này hỗ trợ học viên à, học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn à, kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức có nhu cầu à, gọi điện với thầy giáo à, thạc sĩ Lê Văn Quang theo. À, số điện thoại 0943078123 hoặc 0912595654 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm và đáp án mang tính chất phân loại học viên. Các em xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký để để được nhận cái tiện ích là xem video bài giảng theo từng mục và à, có video bài giảng mới à, chúng ta có thể nhận được. Thì hôm nay thì em nói về phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh loại câu ngữ pháp trên phần mềm thì sau đây thì giáo minh họa luôn à, trên phần mềm chúng ta trên máy tính hoặc trên điện thoại chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc google Chrome, sau chúng ta nhập địa chỉ hình thức trắc nghiệm vn thì chúng ta muốn chọn cái mục nào thì kích chuột vào mục đó ví dụ mục 4 chúng ta kích chuột vào đây là môn tiếng anh sau chúng ta nhập ký danh mật khẩu mật khẩu phân biệt ký tự hoa ký tự thường và phải bảo mật cái mật khẩu của mình nếu các em cho bạn thì đương nhiên bạn nó chiếm quyền đăng nhập phần mềm chúng ta không vào được nữa chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm sau đó chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta đọc hướng dẫn ở trên trên đây à, đối với môn tiếng Anh thì yêu cầu chúng ta phải gì à, kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức à, thăng hạng viên chức à, môn tiếng Anh yêu cầu chúng ta phải làm à, 30 câu trên 30 phút theo hình thức trắc nghiệm nếu như mà à, chúng ta có à, làm chỉ được dưới 15 câu thì chúng ta sẽ bị rớt môn tiếng Anh chúng ta phải đạt từ 15 câu trở lên thì chúng ta mới qua được môn tiếng Anh đấy thì trên phần mềm có ba loại câu hỏi trọng tâm đó là loại câu hỏi ngữ pháp à, và loại câu hỏi đọc hiểu loại câu hỏi điền từ đấy là ba loại trọng tâm ngoài ra chúng ta còn có thể loại câu hỏi hoàn thiện câu à, sau khi chúng ta học xong rồi chúng ta tiến hành thi thử đây là thi thử trình độ A1 À, rồi chúng ta tiến hành thi thử trình độ A2 Nếu mà chúng ta thi thử trên phần mềm Mà chúng ta đạt được khoảng 70% số câu trả lời đúng Là theo thầy là cũng yên tâm rồi Đấy, thì nếu mà chưa được chúng ta phải cố gắng học à, Đặc biệt chúng ta phải có một vốn từ nhất định à, Thì mới qua là cái môn ngoại ngữ Cho nên các em chú ý chúng ta phải học cả à, vốn từ tiếng Anh nữa à, ta gọi là phải có vốn từ Thí dụ như chúng ta à, hôm nay thì giáo minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm phần ngữ pháp trên phần mềm. thí dụ chúng ta kích chuột vào mục 1.9 này. À, sau đó chúng ta sẽ là kéo xuống phía dưới này. chúng ta tiếp tục thực hiện bài kiểm tra này. sau đó là chúng ta chọn là start bắt đầu này. sau đó chúng ta chọn finish nếu chúng chúng ta thi thử thì chúng ta phải làm bài. còn chúng ta đang học chúng ta chọn finish ở góc trái màn hình hoặc trong quá trình thi thử thì chúng ta chọn finish nếu chúng ta muốn nộp bài sớm còn nếu không muốn nộp bài sớm thì hết thời gian chúng ta sẽ không làm được thế bây giờ chúng ta đang học chúng ta hãy chọn finish ở góc tay trái màn hình sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta tìm cái thực đơn nộp bài nộp bài và kết thúc sau đó là chúng ta sẽ đọc câu hỏi và các đáp án ở a b c d và đáp án đúng cái câu bạn trả câu à, câu trả lời của bạn sai chúng ta chưa chú ý vì chúng ta đang học thì xem như là à, chúng ta chưa làm bài thì nó là không điểm thì nó xuất hiện cái câu này. Còn khi thi thử để bạn trả lời sai thì nó xuất hiện câu này rất có ý nghĩa. Thế thì à, trong quá trình học chúng ta chưa chú ý cái câu này. Chúng ta hãy đọc nó bắt đúng và hướng dẫn trên nền vàng. Vì sao đúng thì ở trên nền vàng này. Ví dụ chúng ta câu 1 là ai never thách ăn umbrella chấm 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 chúng ta phải điền vào cái chỗ chấm chấm này à, uh, it's raining heavily thì đáp án a là if này, đáp án b là when này đáp án c là when never này đáp án d là uh, này thì thầy thầy thì không chuyên phải là không không phải là giáo viên tiếng anh nhưng thầy giới thiệu cái cách sử dụng phần mềm để chúng ta học ngôn tiếng anh uh, thì chúng ta có một cái vốn từ nhất định nếu như ở đây đáp án đúng là unless À, vì cái từ này có nghĩa là là trừ khi thì đây là cái câu à, à, hợp nếu đáp án hướng dẫn ta là ăn thì chọn cái từ này nó học nghĩa của câu thì đây là dạng câu điều kiện một là câu lựa chọn khác không phù hợp các cái phương án khác là không phù hợp thì đáp án đúng đây là ăn lit nếu chúng ta có một vốn từ tiếng anh nhất định rồi chúng ta chúng ta có thể dịch được cái câu này à, sau khi chúng ta chọn ăn thì nó rất là hợp lý Ở chỗ là gì chúng ta dịch chỉnh vào đây là ăn lít đây nghĩa là trừ khi mà đấy thì đây là câu điều kiện thì chúng ta thấy rằng là à, chúng ta dịch cái cái câu này có nghĩa là tôi không bao giờ cầm ô trừ khi trời mưa to đấy. thì thì như vậy là ăn lít là trừ khi thì nó rất hợp lý thì thằng nghe cái câu này có vốn từ tiếng anh nữa chúng ta kết hợp lại để chúng ta chọn cái từ nó hợp lý hơn à, đó là đó là ăn lít đấy thì cái câu này vừa dịch chúng ta thấy dịch nhanh lên tôi không bao giờ cầm ô trừ khi trời mưa Là to cái chỗ chấm chấm này là ăn thế còn ít When Whenever thì nó không phù hợp với câu điều kiện một à, tương tự như thế đối với câu 2 câu 2 chúng ta sẽ đọc là ít uh, range Week này, này out uh, picnic này bắt ít 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 chấm 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 chúng ta phải điền cái từ gì vào chấm chấm đây và ít rồi chấm 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 ơ uh, grid uh, xét như vậy ở đây là có hai có hai từ cái từ thứ nhất phương án a là didn't gen là điền vào cái chỗ ít này chấm chấm này từ thứ hai là ut bi thì điền vào cái chỗ chấm chấm đây thì như vậy phương án nào đúng hơn thì đọc phần mềm hướng dẫn cho ta là hadn't zenith it đó là cái từ đầu tiên từ thứ hai là ut hebin bin thì vì đây là cấu trúc điều kiện 3 chỉ sự việc là trái với thực tế và trong quá, quá khứ à, các lựa chọn khác thì nó không phù hợp cho nên chọn phương án à, phương án là heading gen Út à, Would have tức là đáp án C đây thì nó hợp lý hơn đấy chúng ta chú ý thế sau đó chúng ta có thể có một vấn từ chúng ta dịch lại cái câu này có nghĩa là gì đấy là trời mưa làm hỏng chuyến à, giã ngoại của chúng tôi nhưng nếu trời không mưa thì nó sẽ là một thành công lớn Đấy thì chúng ta để ý chúng ta biết vốn từ tiếng Anh chúng ta dịch luôn. À, cái đoạn này thì rất tuyệt vời. À, cái câu 3 tiếp theo là I, li I live in uh, a place Zoom chấm 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 này. À uh, the garden này. Thì phương án A là to overlook oh, oh này, rồi phương án B là overlooking này, phương án C là overlooking này, phương án D là overlook này. Thì như vậy ở đây là đáp án hướng dẫn chúng ta chọn overlooking. Thì đây là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ à, hiện tại là từ vấp binh cộng à, thay thế cho chủ ngữ cộng với động từ chủ động à, overlooking là, tức là đây là x overlook các lựa chọn khác à, thì bị trừ ra nó không phù hợp đấy phần mềm hướng dẫn cho chúng ta cái từ trong bốn phương án này chọn cái từ overlooking là phù hợp hơn Và vì sao thì nó hướng dẫn trên màn hình đây À, thì chúng ta sau đó chúng ta có vốn từ chúng ta dịch cái cái câu này. À, chúng ta dịch dịch cái câu này, nghĩa là tôi sống trong một căn phòng rất à, căn phòng dễ chịu à, nhìn ra vườn. À, thì chúng ta thấy là sau khi chúng ta chọn được cái từ overlooking thì chúng ta dịch cả cái đoạn này à, thì nó phù hợp hơn. À, tương tự như thế thì đối với các câu khác hoàn toàn tương tự. Thí dụ thí dụ câu 4 I love J chấm 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 giết râu bài dơ tham we come back next summer thì phương án A là we gp rồi út gp rồi uh, we have gp uh, gp uh, gp thế thì đây chúng ta chọn phương án đọc, uh, phần mềm hướng dẫn là chúng ta chọn we have uh, gp vì trong cái tình huống này chúng ta phải dùng uh, thì tương lai hoàn thành để diễn đạt về hoạt động à, sửa đường Sẽ hoàn thành, hoàn tất Hoặc là à, trước một thời điểm ở tương lai Đấy, thì chúng ta để ý đây là à, Chúng ta chọn cái từ đúng ở đây Chính là từ we have zipped uh, zip zip. đấy, thì nó hợp lý hơn Thì sau đó trong bốn phương án Sau đó chúng ta dịch cái câu này Để xem coi nó hợp lý chưa Thì chúng ta dịch toàn bộ cái câu này Là tôi hy vọng sẽ sửa chữa con đường này khi chúng ta quay lại vào mùa hè năm sau, à, thì như vậy là cái từ chúng ta chọn nó, nó rất phù hợp. Cho nên phải có một vốn từ tiếng Anh nữa. Khi chúng ta chọn xong, chúng ta chỉ đặt vào đây, chúng ta thấy rằng nó rất phù hợp. Đấy, như vậy là à, chúng ta à, trong cái, cái cách học trên phần mềm thì thầy giáo hướng dẫn như vậy. Các loại câu hoàn toàn tương tự về loại câu ngữ pháp. Sau đây chúng ta kích chuột mục 1 này để tiếp tục chúng ta học cái mục khác. À, kết thúc phiên làm việc với phần mềm chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng chúng ta chọn thoát à, như vậy là à, thầy giáo đã hướng dẫn cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng Anh phần ngữ pháp trên phần mềm các em có nhu cầu à, học trên phần mềm à, các môn tiếng Anh và môn tin à, và môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình để được hướng dẫn đăng nhập vào phần phần mềm để cháu chúc các em thành công